hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn đã đến với chuyên mục Tử Vi Ngày Mới trên kênh Phú Quý Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, xin gửi tới quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn lời chúc của một ngày mới, thật nhiều may mắn, tài lộc, thành công và hạnh phúc. Quý cô bác và anh chị và các bạn đã biết, kênh Phú Quý Tử Vi chuyên nghiên cứu và chia sẻ những thông tin về tử vi, tướng số, phong thủy, tâm linh và những thông điệp, khoa học, ý nghĩa của cuộc sống. Trong đó, có nhiều video hiện nay đang nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chia sẻ từ phía đông đảo của quý cô bác, anh chị và cùng toàn thể các bạn. Hôm nay trong chuyên mục Tử Vi Ngày Mới, ban biên tập của chương trình sẽ chia sẻ tới quý vị nội dung tử vi chi tiết của 12 con giáp ngày 12 tháng 10 năm 2024. Và để biết được vận trình về các tài lộc, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, gia đạo của từng con giáp trong ngày mới. Ai sẽ gặp được những điều may mắn cát tường và ai sẽ đối diện với khó khăn xui rủi thì quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí và rồi nhấn tín hiệu chuông ở phía dưới. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng đến với thông tin tổng quan thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 dương lịch và âm lịch là ngày 10 tháng 9, tức là ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Giáp Thìn. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày gồm Tý 23 đến 1 giờ, Dần 3 đến 5 giờ, Mão 5 đến 7 giờ, Ngọ 11 đến 13 giờ, Mùi 13 đến 15 giờ, Dậu 17 đến 19 giờ. Tuổi xung với ngày hôm nay, Tân Mão, Ất Mão. Tuổi xung với tháng là tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất. Những việc nên làm trong ngày hôm nay không có mấy việc chi hợp với sao Liễu. Việc không nên làm, khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại nhất là chôn cất, xây đắp, làm cửa, tháo nước, đào ao hồ, làm thủy lợi. Hướng xuất hành ngày hôm nay đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Quý cô bác, anh chị và các bạn vừa theo dõi tử vi tổng quan ngày 12 tháng 10 năm 2024 và đến với tử vi chi tiết của từng con giáp trong ngày mới. Quý vị đừng quên hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí, rồi nhấn tín hiệu chuông miễn phí. Khi xem thấy hay và hữu ích, quý vị hãy chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng tham khảo. Đầu tiên xin mời quý vị, anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tý. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này. Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Bảy này cho nên tuổi Tý dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài trốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé. Vận khí không tốt nên tuổi Tý cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tý. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 32, 61. Màu may mắn hồng, đỏ. Giờ tốt trong ngày 19 đến 21 giờ. Canh Tý 1960, công việc làm ăn không được như ý muốn. Đầu tư phát triển công việc kinh doanh hay ký kết hợp đồng gặp quẻ phệ hạp chủ về thất bại hoặc không được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tiền bạc kiếm ra không được nhiều, các phương thức kiếm tiền đều gặp trắc trở, chi tiêu cho gia đình nhiều khoản. Nhâm Tý 1972, kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Giáp Tý 1984, kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Bính Tý 1996, công danh sự nghiệp hay đầu tư phát triển kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn vất vả. Đây không phải là thời điểm cho những kế hoạch, dự tính hoặc thay đổi công việc hiện tại. Giữ nguyên hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Tài lộc không có, chi tiêu những khoản lớn phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Mậu Tý 2008, dự đoán trong tương lai gần có những chuyển biến tốt cho mọi công việc. Hiện tại có thể phải trải qua không ít thử thách nhưng càng về sau càng tốt lên. Bình tĩnh trước những quyết định, không nên hấp tấp vội vàng, chờ thời mới đặng tài lộc.
tiền bạc không nhiều cơ hội kiếm ra, không đảm bảo được những khoản thu chi gia đình. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tý trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Sửu. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Tài lộc của tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự. Vận trình tình duyên của tuổi Sửu trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần. Tuổi Sửu nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Sửu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 54, 72. Màu may mắn vàng, xanh lá. Giờ tốt trong ngày 17 đến 19 giờ. Tân Sửu 1961, công việc làm ăn kinh doanh có thể sẽ khó khăn trong thời điểm ban đầu nhưng về sau sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi và thành quả được như ý muốn. Tiền bạc không quá lo ngại, cơ bản đảm bảo chi tiêu đủ cho những khoản của cuộc sống gia đình cũng như công việc. Quý Sửu 1973, hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau. Những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Ất Sửu 1985, hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau. Những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Đinh Sửu 1997, hôm nay bạn không nên đầu tư tiền bạc để phát triển mặt hàng, loại hình buôn bán. Vì dễ thua lỗ, thất bại, luôn có người xấu bên cạnh tìm cách phá quấy nên chú ý kỹ lưỡng cho mọi dự định. Có nhiều phương thức nhưng lại không kiếm được nhiều tiền mà còn có nhiều khoản phải chi. Kỷ Sửu 2009, mọi việc chỉ ở mức trung bình, thuận lợi hiếm mà khó khăn cũng ít gặp phải. Cơ bản cuộc sống cũng như công việc yên ổn, bình bình, không nhiều thay đổi mang tính đột biến. Trong thời điểm này không nên thay đổi công việc hay mở rộng các hoạt động kinh doanh buôn bán vì dễ hao tán nhiều tiền bạc và khó đạt thành tựu. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Ý. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Sửu trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dần. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vận trình tốt đẹp đang chờ đón tuổi Dần trong hôm nay, thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn. Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho tuổi Dần. Không những thế, thứ bảy này tuổi Dần còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dần. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 89, 49. Màu may mắn đen, trắng. Giờ tốt trong ngày 11 đến 13 giờ. Nhâm Dần 1962, kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu,
càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Giáp Dần 1974 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Bính Dần 1986 công danh sự nghiệp hay đầu tư phát triển kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn vất vả. Đây không phải là thời điểm cho những kế hoạch, dự tính hoặc thay đổi công việc hiện tại. Giữ nguyên hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Tài lộc không có, chi tiêu những khoản lớn phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Mậu Dần 1998 dự đoán trong tương lai gần có những chuyển biến tốt cho mọi công việc. Hiện tại có thể phải trải qua không ít thử thách nhưng càng về sau càng tốt lên. Bình tĩnh trước những quyết định, không nên hấp tấp vội vàng, chờ thời mới đặng tài lộc. Tiền bạc không nhiều cơ hội kiếm ra, không đảm bảo được những khoản thu chi gia đình. Canh Dần 2010 công việc làm ăn không được như ý muốn. Đầu tư phát triển công việc kinh doanh hay ký kết hợp đồng gặp quẻ phệ hạp chủ về thất bại hoặc không được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tiền bạc kiếm ra không được nhiều, các phương thức kiếm tiền đều gặp trắc trở, chi tiêu cho gia đình nhiều khoản. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dần trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mão. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên tuổi Mão trong ngày thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm. May mắn với tuổi Mão là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa tuổi Mão với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mão. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 33, 66. Màu may mắn, trắng, tím. Giờ tốt trong ngày, 9 đến 11 giờ. Quý Mão 1963 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Ất Mão 1975 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Đinh Mão 1987 hôm nay bạn không nên đầu tư tiền bạc để phát triển mặt hàng, loại hình buôn bán. Vì dễ thua lỗ, thất bại, luôn có người xấu bên cạnh tìm cách phá quấy nên chú ý kỹ lưỡng cho mọi dự định. Có nhiều phương thức nhưng lại không kiếm được nhiều tiền mà còn có nhiều khoản phải chi. Kỷ Mão 1999 mọi việc chỉ ở mức trung bình, thuận lợi hiếm mà khó khăn cũng ít gặp phải. Cơ bản cuộc sống cũng như công việc yên ổn, bình bình, không nhiều thay đổi mang tính đột biến. Trong thời điểm này không nên thay đổi công việc hay mở rộng các hoạt động kinh doanh buôn bán vì dễ hao tán nhiều tiền bạc và khó đạt thành tựu. Tân Mão 2011 công việc làm ăn kinh doanh có thể sẽ khó khăn trong thời điểm ban đầu nhưng về sau sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi và thành quả được như ý muốn. Tiền bạc không quá lo ngại, cơ bản đảm bảo chi tiêu đủ cho những khoản của cuộc sống gia đình cũng như công việc. Quý nhân phù trợ, Hợi, Ngọ. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mão. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thìn. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 này, tuổi Thìn sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc,
có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt. Phương diện tình cảm khá tốt, tuổi Thìn có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy. Tuổi Thìn thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thìn. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 5 sao. Con số may mắn trong ngày 62, 13. Màu may mắn nâu, trắng. Giờ tốt trong ngày 17 đến 19 giờ. Nhâm Thìn 1952 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Giáp Thìn 1964 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Bính Thìn 1976 công danh sự nghiệp hay đầu tư phát triển kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn vất vả. Đây không phải là thời điểm cho những kế hoạch, dự tính hoặc thay đổi công việc hiện tại. Giữ nguyên hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Tài lộc không có, chi tiêu những khoản lớn phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Mậu Thìn 1988 dự đoán trong tương lai gần có những chuyển biến tốt cho mọi công việc. Hiện tại có thể phải trải qua không ít thử thách nhưng càng về sau càng tốt lên. Bình tĩnh trước những quyết định, không nên hấp tấp vội vàng, chờ thời mới đặng tài lộc. Tiền bạc không nhiều cơ hội kiếm ra, không đảm bảo được những khoản thu chi gia đình. Canh Thìn 2000 công việc làm ăn không được như ý muốn. Đầu tư phát triển công việc kinh doanh hay ký kết hợp đồng gặp quẻ phải hạp chủ về thất bại hoặc không được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tiền bạc kiếm ra không được nhiều, các phương thức kiếm tiền đều gặp trắc trở, chi tiêu cho gia đình nhiều khoản. Quý nhân phù trợ, ngọ, dậu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thìn trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tỵ. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh học của phương Đông cho thấy vào ngày thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 này, tuổi Tỵ cần chú ý hơn trong công việc vì rất có thể sẽ phát sinh những rắc rối khiến con giáp này lúng túng không biết làm thế nào để giải quyết. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ càng nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Điều quan trọng là tuổi Tỵ cần phải giữ bình tĩnh để giải quyết thật tốt những sự cố bất ngờ này. Nếu thật sự cần thiết hãy đừng ngần ngại nhờ tới sự giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Họ chắc chắn sẽ có những lời khuyên chân thành và hữu ích giúp tuổi Tỵ có thêm các phương án để xử lý vấn đề một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại nhất có thể. Tình hình sức khỏe của tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này cũng không được tốt lắm. Căng thẳng, áp lực trong công việc khiến con giáp này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì. Bản mệnh cần nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể để tránh bị quá tải, kiệt sức. Nên thay đổi chế độ ăn uống thanh đạm, tránh cay nóng nhiều dầu mỡ có hại cho sức khỏe. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tỵ. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 90, 45. Màu may mắn đỏ, xanh lá. Giờ tốt trong ngày 1 đến 3 giờ. Quý Tỵ 1953 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Ất Tỵ 1965 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Đinh Tỵ 1977 hôm nay bạn không nên đầu tư tiền bạc để phát triển mặt hàng, loại hình buôn bán. Vì dễ thua lỗ, thất bại, luôn có người xấu bên cạnh tìm cách phá quấy nên chú ý kỹ lưỡng cho mọi dự định.
có nhiều phương thức nhưng lại không kiếm được nhiều tiền mà còn có nhiều khoản phải chi. Kỷ Tỵ 1989 mọi việc chỉ ở mức trung bình, thuận lợi hiếm mà khó khăn cũng ít gặp phải. Cơ bản cuộc sống cũng như công việc yên ổn, bình bình, không nhiều thay đổi mang tính đột biến. Trong thời điểm này không nên thay đổi công việc hay mở rộng các hoạt động kinh doanh buôn bán vì dễ hao tán nhiều tiền bạc và khó đạt thành tựu. Tân Tỵ 2001 công việc làm ăn kinh doanh có thể sẽ khó khăn trong thời điểm ban đầu nhưng về sau sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi và thành quả được như ý muốn. Tiền bạc không quá lo ngại, cơ bản đảm bảo chi tiêu đủ cho những khoản của cuộc sống gia đình cũng như công việc. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tỵ trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Ngọ. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tuổi Ngọ hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024 làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng, hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Việc trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Ngọ rất nhiều đấy. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Thời tiết mùa hè nắng gắt như thế này thì trong túi không thể thiếu một lọ kem chống nắng đâu nhé. Hãy bôi một lớp kem chống nắng vừa đủ khi ra ngoài để làn da không bị bí bách quá nhưng vẫn đủ để bảo vệ làn da của bạn tránh khỏi tia UV của mặt trời. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Ngọ. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày 78, 93. Màu may mắn trắng, đen. Giờ tốt trong ngày 15 đến 17 giờ. Giáp Ngọ 1954 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Bính Ngọ 1966 công danh sự nghiệp hay đầu tư phát triển kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn vất vả. Đây không phải là thời điểm cho những kế hoạch, dự tính hoặc thay đổi công việc hiện tại. Giữ nguyên hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Tài lộc không có, chi tiêu những khoản lớn phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Mậu Ngọ 1978 dự đoán trong tương lai gần có những chuyển biến tốt cho mọi công việc. Hiện tại có thể phải trải qua không ít thử thách nhưng càng về sau càng tốt lên. Bình tĩnh trước những quyết định, không nên hấp tấp vội vàng, chờ thời mới đặng tài lộc. Tiền bạc không nhiều cơ hội kiếm ra, không đảm bảo được những khoản thu chi gia đình. Canh Ngọ 1990 công việc làm ăn không được như ý muốn. Đầu tư phát triển công việc kinh doanh hay ký kết hợp đồng gặp quẻ phệ hạp chủ về thất bại hoặc không được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tiền bạc kiếm ra không được nhiều, các phương thức kiếm tiền đều gặp trắc trở, chi tiêu cho gia đình nhiều khoản. Nhâm Ngọ 2002 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Ngọ, trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Mùi. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 là một ngày mà thời vận của tuổi Mùi chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn. Tuổi Mùi nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời. Bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện. Thứ bảy này tuổi Mùi nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói. Tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc. Nếu có người mời hùn hạp làm ăn, bạn chỉ nên làm các việc bình thường, vừa sức, không nên ham hố lớn lao bất lợi.
Trong việc làm ăn, nếu gặp trắc trở hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, hoặc phải hao tài chút ít thì bạn cũng nên nhẫn nhịn, sẽ có sự thuận lợi về sau. Bạn không nên nóng nảy nếu thấy công việc bị trì trệ, không tiến hành nhanh chóng như dự tính, nên có sự thay đổi kế hoạch phương hướng cho phù hợp với tình thế mới. Có nhiều chuyện phải toan tính hoặc nhận được tin tức rắc rối, nan giải hoặc tai nạn, bệnh tật của người thân hoặc bè bạn. Làm bất cứ công việc gì tuổi Mùi đều phải nghĩ đến hậu quả, không nên nóng nảy, hấp tấp. Trong mọi tình huống, bạn nên xem gia đình là chính và nên vun sới tình cảm vợ chồng cho thật tốt đẹp. Ngoài ra, bạn cần phải đề phòng tiểu nhân, người xấu, dè dặt tai tiếng, thị phi. Trong mọi bất hòa, tốt nhất là bạn phải nhẫn nhịn, biết kiềm chế mọi nóng giận, vừa tránh xô xát, cãi cọ, vừa tránh mọi sự xúc phạm lẫn nhau trong lúc lời qua tiếng lại. Cho nên, trước khi chờ mọi người giúp mình và chờ đợi sự cảm thông, bạn nên tự cứu mình trước. Tự cố gắng làm tốt bổn phận của mình, tha thứ lỗi lầm của người khác, sẽ cảm hóa được người bạn đời của mình. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Mùi. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 27, 81. Màu may mắn hồng, đen. Giờ tốt trong ngày 15 đến 17 giờ. Ất Mùi 1955 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Đinh Mùi 1967 hôm nay bạn không nên đầu tư tiền bạc để phát triển mặt hàng, loại hình buôn bán. Vì dễ thua lỗ, thất bại, luôn có người xấu bên cạnh tìm cách phá quấy nên chú ý kỹ lưỡng cho mọi dự định. Có nhiều phương thức nhưng lại không kiếm được nhiều tiền mà còn có nhiều khoản phải chi. Kỷ Mùi 1979 mọi việc chỉ ở mức trung bình, thuận lợi hiếm mà khó khăn cũng ít gặp phải. Cơ bản cuộc sống cũng như công việc yên ổn, bình bình, không nhiều thay đổi mang tính đột biến. Trong thời điểm này không nên thay đổi công việc hay mở rộng các hoạt động kinh doanh buôn bán vì dễ hao tán nhiều tiền bạc và khó đạt thành tựu. Tân Mùi 1991 công việc làm ăn kinh doanh có thể sẽ khó khăn trong thời điểm ban đầu nhưng về sau sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi và thành quả được như ý muốn. Tiền bạc không quá lo ngại, cơ bản đảm bảo chi tiêu đủ cho những khoản của cuộc sống gia đình cũng như công việc. Quý Mùi 2003 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Quý nhân phù trợ, Tị, Dần. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Mùi, trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Thân. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024, được thần tài trợ mệnh nên tuổi Thân sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính. Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng tuổi Thân cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này. Tuy nhiên thứ bảy này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của tuổi Thân, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Thân. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 5 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 84, 54. Màu may mắn vàng, trắng. Giờ tốt trong ngày 7 đến 9 giờ. Bình Thân 1956 công danh sự nghiệp hay đầu tư phát triển kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn vất vả. Đây không phải là thời điểm cho những kế hoạch, dự tính hoặc thay đổi công việc hiện tại. Giữ nguyên hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Tài lộc không có, chi tiêu những khoản lớn phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Mậu Thân 1968 dự đoán trong tương lai gần có những chuyển biến tốt cho mọi công việc. Hiện tại có thể phải trải qua không ít thử thách nhưng càng về sau càng tốt lên. Bình tĩnh trước những quyết định, không nên hấp tấp vội vàng, chờ thời mới đặng tài lộc. Tiền bạc không nhiều cơ hội kiếm ra, không đảm bảo được những khoản thu chi gia đình.
Canh Thân 1980 công việc làm ăn không được như ý muốn. Đầu tư phát triển công việc kinh doanh hay ký kết hợp đồng gặp quẻ phệ hạp chủ về thất bại hoặc không được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tiền bạc kiếm ra không được nhiều, các phương thức kiếm tiền đều gặp trắc trở, chi tiêu cho gia đình nhiều khoản. Nhâm Thân 1992 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Giáp Thân 2004 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Thân trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Dậu. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 này, hung tinh tác động nên tuổi Dậu rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn. Ngoài ra thay vì im lặng, tuổi Dậu cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình. Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn, tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Dậu. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 22, 56. Màu may mắn đen, vàng. Giờ tốt trong ngày 15 đến 17 giờ. Đinh Dậu 1957 hôm nay bạn không nên đầu tư tiền bạc để phát triển mặt hàng, loại hình buôn bán. Vì dễ thua lỗ, thất bại, luôn có người xấu bên cạnh tìm cách phá quấy nên chú ý kỹ lưỡng cho mọi dự định. Có nhiều phương thức nhưng lại không kiếm được nhiều tiền mà còn có nhiều khoản phải chi. Kỷ Dậu 1969 mọi việc chỉ ở mức trung bình, thuận lợi hiếm mà khó khăn cũng ít gặp phải. Cơ bản cuộc sống cũng như công việc yên ổn, bình bình, không nhiều thay đổi mang tính đột biến. Trong thời điểm này không nên thay đổi công việc hay mở rộng các hoạt động kinh doanh buôn bán vì dễ hao tán nhiều tiền bạc và khó đạt thành tựu. Tân Dậu 1981 công việc làm ăn kinh doanh có thể sẽ khó khăn trong thời điểm ban đầu nhưng về sau sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi và thành quả được như ý muốn. Tiền bạc không quá lo ngại, cơ bản đảm bảo chi tiêu đủ cho những khoản của cuộc sống gia đình cũng như công việc. Quý Dậu 1993 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức. Cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Ất Dậu 2005 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Quý nhân phù trợ, Thân, Sửu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Dậu trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Tuất. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 để thấy được rằng tuổi Tuất khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tuất và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người. Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè,
biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình. Tuy nhiên trong lĩnh vực xây dựng sự nghiệp, tuổi Tuất có phần thể hiện những suy nghĩ dựa vào cảm tính nên gặp phải khá nhiều sự cản trở, phản đối của những người xung quanh. Con giáp này không đủ sáng suốt và tỉnh táo để vượt qua những biến cố trước mắt, rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Hãy học cách nâng cao năng lực của bản thân thêm nữa, đó là phương pháp tốt nhất để vươn tới thành công. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Tuất. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 72, 45. Màu may mắn vàng 8. Giờ tốt trong ngày 15 đến 17 giờ. Mậu Tuất 1958 dự đoán trong tương lai gần có những chuyển biến tốt cho mọi công việc. Hiện tại có thể phải trải qua không ít thử thách nhưng càng về sau càng tốt lên. Bình tĩnh trước những quyết định, không nên hấp tấp vội vàng, chờ thời mới đặng tài lộc. Tiền bạc không nhiều cơ hội kiếm ra, không đảm bảo được những khoản thu chi gia đình. Canh Tuất 1970 công việc làm ăn không được như ý muốn. Đầu tư phát triển công việc kinh doanh hay ký kết hợp đồng gặp quẻ phệ hạp chủ về thất bại hoặc không được kết quả tốt đẹp như mong muốn. Tiền bạc kiếm ra không được nhiều, các phương thức kiếm tiền đều gặp trắc trở, chi tiêu cho gia đình nhiều khoản. Nhâm Tuất 1982 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Giáp Tuất 1994 kinh doanh có lợi, may mắn vô cùng. Tuy nhiên chỉ tận dụng thời cơ vào giai đoạn đầu, càng về sau càng cần cẩn trọng vì có thể gặp nhiều trở ngại khó lường. Tiền bạc tương đối dư giả nhưng lại không dùng để đầu tư kiếm tiền. Mọi sự đầu tư thời điểm này không thể đem đến thành quả như mong đợi. Bính Tuất 2006 công danh sự nghiệp hay đầu tư phát triển kinh doanh đều gặp nhiều khó khăn vất vả. Đây không phải là thời điểm cho những kế hoạch, dự tính hoặc thay đổi công việc hiện tại. Giữ nguyên hiện tại sẽ tốt hơn thay đổi. Tài lộc không có, chi tiêu những khoản lớn phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Quý nhân phù trợ, Tị, Mùi. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ bảy may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Tiếp theo xin mời quý vị anh chị cùng đến với tử vi tuổi Hợi. Trong ngày 12 tháng 10 năm 2024, theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày thứ bảy ngày 12 tháng 10 năm 2024 này, tuổi Hợi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Hợi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện. Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Hợi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Hợi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình. Đường tài lộc của tuổi Hợi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều. Chỉ số may mắn trong ngày của người tuổi Hợi. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 4 sao. Con số may mắn trong ngày 30, 90. Màu may mắn đen, trắng. Giờ tốt trong ngày 13 đến 15 giờ. Kỷ Hợi 1959 mọi việc chỉ ở mức trung bình, thuận lợi hiếm mà khó khăn cũng ít gặp phải. Cơ bản cuộc sống cũng như công việc yên ổn, bình bình. Không nhiều thay đổi mang tính đột biến. Trong thời điểm này không nên thay đổi công việc hay mở rộng các hoạt động kinh doanh buôn bán vì dễ hao tán nhiều tiền bạc và khó đạt thành tựu. Tân Hợi 1971 công việc làm ăn kinh doanh có thể sẽ khó khăn trong thời điểm ban đầu nhưng về sau sẽ càng suôn sẻ, thuận lợi và thành quả được như ý muốn. Tiền bạc không quá lo ngại, cơ bản đảm bảo chi tiêu đủ cho những khoản của cuộc sống gia đình cũng như công việc. Quý Hợi 1983 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái.
Ất Hợi 1995 hôm nay bạn sẽ có sự cát hanh cho làm ăn buôn bán. Mở rộng sự nghiệp kinh doanh sẽ thuận lợi hết sức, cùng với đó có sự hỗ trợ của bạn bè tài giỏi. Tài chính vượng, có lộc về tiền bạc, không cần vất vả kiếm kế sinh nhau, những phương thức kiếm tiền mang đến khoản tiền đủ cho cuộc sống của gia đình được an yên và thoải mái. Đinh Hợi 2007 hôm nay bạn không nên đầu tư tiền bạc để phát triển mặt hàng, loại hình buôn bán. Vì dễ thua lỗ, thất bại, luôn có người xấu bên cạnh tìm cách phá quấy nên chú ý kỹ lưỡng cho mọi dự định. Có nhiều phương thức nhưng lại không kiếm được nhiều tiền mà còn có nhiều khoản phải chi. Quý nhân phù trợ, ý, Sửu. Trên đây là tử vi con giáp tuổi Hợi trong ngày 12 tháng 10 năm 2024. Hy vọng với những nội dung trên đây, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn, đón lành, tránh dữ trong ngày mới của mình. Chúc quý vị anh chị đón ngày thứ 7 may mắn, hạnh phúc và thành công viên mãn trong cuộc sống. Đừng tiếc like và comment khi xem video.